Đây là bản tin 35 online của báo Quân đội Nhân dân điện tử. Xin kính chào các đồng chí. Một số thông tin nổi bật về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tuần sẽ được chúng tôi tổng hợp và giới thiệu tới quý vị ngay sau đây. Thanh niên phải là lực lượng tiên phong trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân, phê phán quan điểm đòi dân sự hóa Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải thường xuyên bổ sung nguồn sinh lực trẻ cho Đảng bằng đội ngũ đảng viên kết nạp từ những đoàn viên ưu tú, đồng thời cần tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đi đầu và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đây là một trong những nhấn mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Tại đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ niềm tin yêu sâu sắc thế hệ trẻ, đồng thời nhấn mạnh Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi trọng và đánh giá rất cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là dương cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước. Trong nhiệm kỳ trước, Tổng Bí thư nhận thấy có một sự chuyển biến tốt trong việc khắc phục tình trạng nhạt đảng, khô đoàn, xa rời chính trị trong một bộ phận thanh niên. Thanh niên thực sự đã và đang phát huy được thế mạnh của sức trẻ, tinh thần xung kích sáng tạo, tình nguyện của mình ở những nơi khó khăn, gian khổ, những việc mới, việc khó góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Về nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Tổng Bí thư gợi mở một số vấn đề, trong đó nhấn mạnh về tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong phong trào hành động cách mạng mà hai chữ tiên phong đã bao hàm. Thanh niên phải tiên phong trong việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đoàn thanh niên cần phải là tổ chức tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị, tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đi đầu và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên và tổ chức đoàn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 12 do Đại hội sáng suốt bầu ra sẽ sớm đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên, thiếu niên tiếp tục phát triển, đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, xứng đáng với lòng mong mỏi, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với thế hệ trẻ. Trong không khí vui mừng chuẩn bị đón lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2022 và năm mới 2023, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm tặng quà chúc mừng Tổng giáo phận Hà Nội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Đảng, Nhà nước luôn nhất quán tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân, đáp ứng quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tôn giáo, tạo điều kiện để đồng bào các tôn giáo yên tâm sống đạo, giữ đạo, hài hòa trong lòng dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng và phát triển đất nước. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước mong muốn Tổng giáo phận Hà Nội nói riêng, Hội đồng Giám mục Việt Nam nói chung và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục chỉ dẫn, động viên, khích lệ đồng bào Công giáo đoàn kết, gắn bó với xã hội, cộng đồng, cùng toàn dân tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của Công giáo và dân tộc, tích cực đồng hành xây dựng, phát triển đất nước. Chủ tịch nước cũng mong muốn Tổng Giám mục và Hội đồng Giám mục Việt Nam tiếp tục động viên các vị chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo dấn thân cống hiến, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo đường hướng sống phúc âm trong lòng dân tộc, góp phần sớm thực hiện thành công khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, việc Mỹ gần đây đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo dựa trên đánh giá thiếu khách quan cũng như thông tin không chính xác về tình hình tự do tôn giáo tín ngưỡng tại Việt Nam. Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo đảm quyền con người và tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân. Điều này đã được quy định rõ trong Hiến pháp năm 2013. Hệ thống pháp luật của Việt Nam và được bảo đảm tôn trọng trên thực tế. Thời gian qua, Việt Nam đã không ngừng nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về tín ngưỡng tôn giáo. Những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo cho người dân đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi. Việt Nam sẵn sàng trao đổi với phía Mỹ về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, tôn trọng lẫn nhau, đóng góp và thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh. Theo bài viết mới đây đăng trên báo Quân đội Nhân dân, hiện nay trên không gian mạng xã hội đang lan truyền quan điểm dân sự hóa quân đội
với những thủ đoạn che giấu tinh vi của các thế lực thù địch đã khiến cho không ít người nhẹ dạ cả tin. Vì vậy, việc nhận diện kịp thời và phê phán sự phi lý, phản động của quan điểm dân sự hóa quân đội là việc làm cấp thiết trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Các thế lực thù địch đưa ra lập luận rằng quân đội là lực lượng vũ trang trung lập về chính trị và phải được dân sự hóa triệt để. Đây là luận điệu hết sức sai lệch, bởi bất cứ quân đội nào trong lịch sử cũng mang bản chất giai cấp sâu sắc. Sự quyết định bản chất giai cấp của một quân đội là ở chỗ quân đội đó là chỗ dựa của chế độ chính trị xã hội nào, hoạt động của quân đội đó bảo vệ lợi ích cho giai cấp nào. Quân đội Nhân dân Việt Nam ra đời ngày 22 tháng 12 năm 1944 do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp sáng lập, tổ chức, lãnh đạo. Vì vậy, Quân đội Nhân dân Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân. Bản chất đó được biểu hiện sâu sắc ở mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, hệ tư tưởng và nguyên tắc tổ chức xây dựng quân đội. Các thế lực thù địch, phản động từ trước đến nay cũng hiểu rất rõ điều đó. Do vậy, chúng luôn tìm mọi cách công kích, phá hoại nhằm tiến tới sự loại bỏ lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, xóa bỏ hoàn toàn chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì vậy, việc phòng chống luận điệu dân sự hóa quân đội là việc làm cấp thiết, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ khi được truyền vào Việt Nam đến nay, đạo Công giáo Tin Lành đã có những ảnh hưởng tới đời sống xã hội. Các ngày lễ Công giáo như Giáng sinh, Phục sinh đã góp phần làm phong phú thêm đời sống tâm linh và sinh hoạt văn hóa của người dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, các thế lực thù địch và một số tổ chức thiếu thiện chí vẫn luôn tìm mọi cách tuyên truyền những luận điệu sai trái, cho rằng Việt Nam không có tự do tôn giáo, hòng tạo sự hoài nghi, phá hoại khối đoàn kết tôn giáo. Thông tin từ báo Công an Nhân dân. Nhiều năm qua, một số tổ chức tự cho mình quyền nhận xét, đánh giá phê phán về tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo của Việt Nam, thậm chí là khuyến khích cổ vũ cho các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, không cần xin phép đăng ký chính quyền, thúc đẩy các hoạt động tà đạo, đạo lạ nhằm gia tăng hoạt động mê tín dị đoan, trái thuần phong mỹ tục. Nhưng thực tế cho thấy Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo. Các tôn giáo luôn luôn giữ mối đoàn kết và tôn trọng niềm tin tôn giáo lẫn nhau. Trên khắp mọi miền đất nước, các sinh hoạt tôn giáo diễn ra sôi nổi, đa dạng và phong phú. Nhiều sinh hoạt tôn giáo đã trở thành sinh hoạt văn hóa cộng đồng, được đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia. Điều đó cho thấy Đảng và Nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện để nhân dân được tự do tham gia các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng. Việc đa dạng các hoạt động tôn giáo là minh chứng cho quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam đã và đang được bảo đảm. Những luận điệu sai lệch xuyên tạc về tình hình tôn giáo ở Việt Nam mà các tổ chức thiếu thiện chí đưa ra dựa vào căn cứ nào? Họ đại diện cho ai để phê phán, đánh giá về tự do tôn giáo của Việt Nam khi mà các phê phán của họ chỉ là sự lạc lõng, không được chức sắc tôn giáo đồng tình? Chắc chắn luận điệu trên đến từ động cơ không tốt đẹp gì. Nhưng chính thực tiễn đời sống tôn giáo đã minh chứng chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là củng cố niềm tin của chức sắc tôn giáo, đồng bào có đạo với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Mở đầu một bài viết đáng chú ý trên trang Hương Sen Việt, tác giả đặt câu hỏi: tại sao các thế lực thù địch và những phần tử bất mãn cơ hội chính trị lại vào hùa với nhau để chống phá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Tại sao chúng lại ra sức xuyên tạc, phủ nhận mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn? Sau đây là cách luận giải của tác giả. Trong khi phần lớn các quan điểm đồng tình, ủng hộ với chủ trương đường lối đổi mới của Đảng, thì vẫn có một bộ phận bất đồng, thậm chí đối lập với Đảng, cho rằng Việt Nam cần phải lựa chọn con đường khác để phát triển đất nước, chứ không thể đi theo con đường chủ nghĩa xã hội. Thâm độc hơn, họ xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, cố tình tạo ra dư luận xấu trong xã hội. Qua đó, tập hợp các phần tử bất mãn, thành lập hội nhóm, gây áp lực, ép buộc Đảng, Nhà nước ta phải từ bỏ mục tiêu con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định hạnh phúc là đấu tranh. Đi lên chủ nghĩa xã hội phải trải qua thời kỳ quá độ. Đối với Việt Nam, đi theo con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn là thực hiện chủ nghĩa nhân đạo hiện thực, là làm cho mọi người dân được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc, được học hành tiến bộ. Để đạt được những mục tiêu đó, còn phải trải qua một quá trình dài lâu, đầy khó khăn phức tạp, có nhiều rào cản lớn và các điểm nghẽn cần tháo gỡ. Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội,
phải chủ động và tích cực xây và chống, phải tham gia cuộc đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ cái đúng, cái tốt. Đặc biệt, đối với những người đứng trong hàng ngũ của Đảng, cần nghiên cứu, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, giữ sạch phẩm chất, thanh danh người cán bộ đảng viên, làm gương cho dân tin yêu Đảng, noi theo và làm theo Đảng. Từ đó mới có thể kiên định hơn mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 35 online của báo Quân đội Nhân dân điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí.